Xin chào mọi người. Hôm nay mình cũng có chuyến đi chung với là chị Hoa ở công ty Tân Đồng Tiến ở Long An đi phát quà từ thiện cho bà con khó khăn ở Bù Gia Mập, Bình Phước nha các bạn. Mình mời các bạn cùng theo chân mình để đi trải nghiệm. Bữa nay mình đi 300 phần quà này chắc cũng phải 300 cái mền ha anh kha. Đường luôn hả? Vậy là mình trước sau là được 300 phần là 300 phần quà gạo với lại mền với lại đường luôn ha. Có mì nữa hả? Còn món này chị qua. Món này là ở nhà. Cái này là món gì chị? Thịt gà xào xả. Thịt gà xào xả. Cái này, cái này là thịt gà xào xả, còn này là măng xào. Măng xào nhưng mà mình kêu là cái gì? Thì mình kêu măng xào, măng thôi. Cái gì? Phải đặt tên cho nó hấp dẫn chị. Chị Hoa mấy nó cho chung vô hết luôn hả chị Hoa? Thì ăn đó. Chắc phải ngon chứ anh. Đây là lò gạo mà kêu sao không ngon được anh. Rồi anh Kha vô phụ luôn, anh Kha vô phụ luôn. Hai anh thì áo nổi hết nổi luôn, còn hai chị thì không có nổi bằng luôn. Hiểu rồi. Này có này có bịch xốp bự chị Nam dồn vô cột luôn hả? Chị ơi, em phân bì nè. Giờ mình lên gạo và đường bột nêm nha các bạn. Ủa chị qua rồi gì đủ không? Mình nhiều gạo quá mình lên đủ không? Dạ. À vậy là gạo lên trước hả chị? Gạo lên trước. Gạo vô hầm mền thì chắc lên xe. Giờ này cũng tầm 7 giờ nghe các bạn. Giờ anh chị em mình chuyển gạo và mền lên xe. À, để hành trình mình đi Bình Phước, Bù Gia Mập nha các bạn. À, đem những món quà này tới cho những anh chị, bà con gặp khó khăn. À, đây là... Đây là chị Hoa nha chị. À. Mấy anh chị đang chuyển mền lên xe nha các bạn. À, 300 cái mền. Lên chứ chút mới lên chị.
nay mình đi tặng quà hơi nhiều nha các bạn, tới 300 phần quà rồi. Bởi vừa gạo, đường, mền nên xe cũng đã sắp đầy rồi nha các bạn. Sắp đầy nè, gần đụng hết ở dưới đường gần hết luôn à. Sắp hết chỗ luôn. Thì trên 10 năm rồi à, thì ở trên xe này cũng có một số anh chị em cũng ở Long An cũng biết diệu lễ à, thì để cho chuyến từ thiện hôm nay được thành công tốt đẹp thì diệu lễ xin hướng dẫn quý vị niệm Phật để hồi hướng công đức cho chuyến đi này. Diệu lễ sẽ niệm trước ba câu thì quý vị niệm theo ha. Đến rồi nghe các bạn, đến nhận quà cộng đồng bù bưng à, hai hồi nãy tại vì ấy rồi nó tiếp nó chiết ra trong thôn 10 bù ca hả, bù ca mình nay khá rồi nói chơi chứ tại vì đi vô đây cái đi rồi có dịp nào cái trở về bù ca xuống á, xuống của mình là xuống 100 phần hết, cái nào cũng 100 hết. Rồi, kè xuống kìa nó đổ rồi, đổ đường kìa. Không mở ra. Thành ơi. Cứ 100 đường, 100 mền. Em mới có 30 cái gì á. Thì vô trọng đếm. Lên lấy nữa nè. Ủa rồi, Cưng làm gì con ngồi đây? Lấy gì? Con làm gì ngồi đây? Rồi, mình lấy bao nhiêu cái mền rồi lấy xuống đây sao cái nha. Mấy tiếng đồng hồ. Dạ mấy tiếng đồng hồ. Ăn cơm xong rồi anh chập rồi vô quán cà phê chậm nữa. Thì cô chú cũng đang chuyển quà dạ. Cho cũng bị phát nha các bạn. Sướng quá trời được vô quán cà phê. Tụi này còn chưa được ăn nữa nè. Quán quá cộng đồng. Để sao 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 xe nó không chạy
Tại vì nó cũng lấy đồ. Như đây nè, chị phụ đi. Thái phụ cho rồi. Vô đi để mình đi chợ mình bán cho lẹ xong đây cái mình vô kia mình bán trong kia cái nữa. Ra rồi, trong kia là 200 luôn. Tường hộp thì nó không có được 200. Vậy là sao? Nó có 100 mấy tường hộp. Vô cho trong kia cho mới. Ừ. Chỗ này cho vô vô. Có phải ở trong. Bánh ơi bánh. Bởi chị cứ nói xấu anh Quân không? Hơi giãn chút đi. Lực lượng mình đâu có mình đánh.
quá hả? Đoàn có ghé ngoài thôn 2 đã hết gần 100 phần quà nha các bạn. Giờ mình vô tới thôn 10. Thôn 10 trong đây phát khoảng hơn 200 phần. Bà con cũng đã đợi sẵn rồi. Giờ mình xuống rồi tặng quà cho bà con thôi. Con đã tới đông đủ sớm hơn 2 tiếng rồi nha các bạn. Giờ xuống quà và bắt đầu tặng cho bà con. Thank you.
xin chào thôn 10 Bù Gia Mập, anh chị em cả nhóm bây giờ quay trở về lại Long An và Mỹ Tho ha. Xin chào.